Xin chào các em. Bây giờ thì cô và các em sẽ cùng đến với câu số 5 trang 151 sách giáo khoa hóa học lớp 12 ban cơ bản. Câu số 5 đề bài của chúng ta như sau. Nung một mẫu thép thường có khối lượng là 10 gram trong oxy dư thì thu được 0,1568 lít khí CO2 carbonic ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của carbon có trong mẫu thép trên. Phần đáp án ABCD ở đây rồi. Thì các em đầu tiên để làm câu này thì em cần nhớ kiến thức gì? Thì các em nhớ giúp cô là thép là hợp kim của sắt và carbon, có đúng không? Vậy trong cái mẫu thép này là gồm có sắt và carbon. Vậy bây giờ người ta bảo đem nung 10 gram mẫu thép này trong oxy dư thì được 0,1568 lít khí CO2, đúng không? Vậy em viết phương trình ra, carbon cộng oxy ra CO2. Sau đó thì từ giữ kiện CO2 em sẽ phải tìm được mol của carbon. Biết mol carbon thì ra khối lượng carbon, thì lấy khối lượng carbon chia khối lượng của thép thì ra được thành phần phần trăm khối lượng của carbon trong thép, được chưa nào? Đó. Đây cô viết nhá. Carbon CO2 ra CO2, được chưa? Vì đây là thép là hợp kim của sắt và carbon các em nhá. Được chưa? À biết cô ghi rõ ở đây rồi. Biết phương trình là phải cân bằng rồi. Thế thì thể tích CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn biết rồi, vậy cô sẽ tìm được mol của CO2 ở đây. Biết thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn N sẽ bằng V chia cho 22,4 các em ạ. Thì bằng 0,1568 chia 22,4. Được chưa? Để đây cô cho máy tính bấm 0,1568 chia 22,4. Cô được là bằng 7 x 10 mũ trừ 3. 7 x 10 mũ trừ 3 mol, được chưa? Đó, vậy đây mol CO2 là 7 x 10 mũ trừ 3 mol này. Vậy cô sẽ tìm được mol của carbon ở đây cũng sẽ là bằng 7 x 10 mũ trừ 3. Được chưa? Đây, chỗ này chính bằng mol của carbon nhé. Bảo toàn nguyên tố carbon. Hoặc em nhìn trên phương trình cũng được. Vậy từ đây cô sẽ tìm được khối lượng của carbon sẽ bằng số mol nhân m lớn là 7 x 10 mũ trừ 3 nhân với m lớn carbon là 12. Được chưa? Bỏ máy tính này. Thì được là 0,084 gram. 0,084 gram. Được chưa? Vậy cuối cùng cô tìm phần trăm khối lượng của carbon trong thép thì sẽ bằng m carbon chia cho khối lượng của thép, m thép, được chưa? Nhân 100% bằng 0,084 chia cho m thép là 10 nhân 100% bằng bao nhiêu hả các em? Chia 10 nhân 100 thì được là 0,84%. Đó, vậy phần trăm khối lượng của carbon trong cái thép này là 0,84% các em nhá. Đáp án của cô sẽ là đáp án D. Được chưa? Rồi cô tổng hợp lại cái bài này, tổng kết lại nhá. Thì nhớ thứ nhất, để làm bài này các em phần biết là thép là hợp kim của sắt và carbon. Vậy bây giờ nung trong oxy mà được khí CO2 thì em viết phương trình ra là carbon cộng O2 ra CO2. Biết thể tích CO2 thì tìm được mol CO2 thì ra mol carbon. Biết mol carbon tìm khối lượng carbon thì lấy khối lượng carbon chia khối lượng thép nhân 100% thì ra được thành phần phần trăm khối lượng của carbon trong thép. Được chưa? Đó là cách làm câu số 5. Rồi. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi video của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em.